Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước. Tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con lọ lem luôn cho rồi. Mày ngu, để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân.